Chào các bác nhé. Phụ kiện săn bẫy gửi lời chào toàn thể mọi người. Trong clip này xin giới thiệu với các bác về cái mẹt bẫy bìm bìm, mẹt bẫy đa năng. Nói chung nó là dạng mẹt vuông, mẹt bẫy bìm bìm, mẹt bẫy đa năng các bác nhé. Đây, các bác xem hình ảnh thực tế này nhé, hình ảnh thực tế. Còn về hình thức mua hàng thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại ở bên cạnh tiêu đề hoặc là số điện thoại bên cạnh ở dưới màn hình nhé các bác nhé. Các bác liên hệ trực tiếp nhé. Hàng thì luôn luôn là ship COD, đi toàn quốc. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng. Còn về thanh toán tiền ấy thì nó là 350 các bác nhé, 350 cho một cái mẹt bìm bìm như thế này, đã bao gồm cả cước phí rồi, không phát sinh thêm bất cứ một chi phí nào khác nhé. Để các bác nắm được, thứ nhất là về cách mua hàng, về giá của sản phẩm thì bây giờ giới thiệu chi tiết về sản phẩm để các bác nắm được sản phẩm này như thế nào các bác nhé. Thép, cái này là làm bằng sắt hay gọi bằng thép nữa các bác nhé. Thép này này là thép thép 5 ni, thép 5 ni các bác nhé. Đấy, thép 5 ni. Cái cầu tử này này, cầu tử này là bằng inox nhé. Những cái nam này là bằng inox này, inox này. Đấy, là bằng inox và nó có sơn bằng màu sơn xanh bồ đội, màu sơn xanh bồ đội ấy. Xanh gọi là xanh này gọi là xanh lá cây ấy, xanh lá cây sậm ấy, để tạo ra tính ngụy trang nhé, tạo tính ngụy trang. Cái lò xo thì là bằng thép AC cực khỏe cực mạnh nhé. Đây, lò xo thép AC này có sẵn hai ghim này là hàn sẵn vào đây cho các bác để tránh tình trạng là các bác sẽ bị rơi hay là làm thất lạc. Khi các bác di chuyển thì các bác hất ngược cái ghim này lên. Đấy, ví dụ như là khi gửi hàng cho các bác ấy, thì sẽ đóng như thế này, lấy băng dính dán hai ghim này lại cho nó êm ái này. Lưới này thì quấn đây và cũng lấy băng dính dán lại để cho nó khỏi vương vận, còn khỏi bị mắc nhá, và đóng vào hộp cho các bác đến tận nhà cho các bác nhá. Đây, giới thiệu chi tiết cho các bác về cái mẹt này nhá. Cái này là được sơn xanh bồ đội để chống, để độ ngụy trang nó tốt. Thì phần trên này này nó bằng inox nhá, bằng inox, đâm ra là cái độ bắt sơn nó cũng hơi kém, nhiều khi các bác dùng va chạm thì nó sẽ bị bong ra và nó hở ra màu trắng, thì lúc đấy các bác kiếm lá cỏ khô che lên để tạo ra tính ngụy trang cho nó nhé. Bây giờ giới thiệu chính cho các bác về cái mẹt này. Thép này là thép chịu lực này, thép chịu lực, thép 5 ni này, lưới màu xanh, lưới mắt này là mắt 4 phân, lưới mắt 4 phân nhé các bác nhé. Đấy, lưới mắt 4 phân này. Đấy. Còn cái sợi chính mà chính chịu lực xung quanh lưới ấy, các bác nhìn này, là bằng dây dù siêu bền màu cỏ khô nhá. Đây, có nghĩa là cái lưới này ấy, là được nguồn vào cái dây chịu lực này và cái dây này ấy, sẽ được buộc vào khung sắt nhá, buộc sắt bằng 3 liên kết này các bác này, một ở giữa này, hai cái này ở những chỗ bên góc này là sẽ có liên kết này. Đây, phần còn lại là lưới sẽ dính bằng cái dây chính này, rất là chắc nhá, rất là chắc chắn. Đây. Về phần lưới này rất là nhiều thịt nhé các bác nhé. Đây là khi đã úp xuống rồi này, khi úp xuống rồi này các bác này. Đấy. Lưới rất là nhiều thịt. Đấy nha các bác nhé, thoải mái luôn. Cái này là cái mẹt bẫy bìm bìm là chuyên dụng rồi, chứ ngoài ra nó là mẹt bẫy đa năng, bẫy được tất cả các loài. Lưới này nhỏ này, chim nào không lọt lưới là đều bẫy được hết. Thế còn để cho nó bị sập được thì các bác thiết kế cho cái hệ thống cầu tử nó sập là sẽ ngon lành nhé. Đây, các bác xem chi tiết đi. Thép 5 ni này, có sơn xanh ngụy trang này, lưới cũng màu xanh luôn này các bác nhé, lưới màu xanh, mắt là mắt 4 phân. Đấy, lưới này là lưới nhá, lưới đan tay này các bác nhé. Đấy. Lò xo, về hệ thống lò xo và hệ thống cài thì đã chuẩn bị sẵn cho các bác rồi. Đấy, trước khi các bác đặt bẫy thì các bác sẽ cài lò xo lên cho nó. Lò xo này thì một chiều đã được cố định ở cái này rồi, bóc cố định đây rồi, chỉ còn một chiều duy nhất thì đây là cái mẹt đang sập vào như này nhé, đang sập vào như này thì các bác muốn lên lò xo được, các bác kéo quăn lên này, kéo lên này, kéo lên vòng nữa này, thì tại vị trí này này người ta đã bẻ sẵn cho các bác một cái đường cong này rồi, các bác thả vào đây, cài vào đây là xong nhé. Thấy các bác nhá, rất là đơn giản nhé, cài vào đây là xong. Đó. Đây là cái que nẫy,
quên đấy cái khóa nhé. Các bác vặn lên trên này, xoay vào đây, cài xuống dưới này luôn để cho nó đảm bảo an toàn nhé. Còn an toàn tiếp tục lên cái lò xo bên này nữa này. Các bác nhìn kỹ này, quay lên này, quay lên này, ngón cái ấn xuống này, ấn xuống này và cài vào thanh trong nhé. Đấy, cài vào thanh trong đây các bác thấy không, người ta bẻ sẵn cho các bác rồi, sẵn cái nhàm rồi, các bác chỉ việc cài vào là xong thôi. Đấy. Thì các bác lưu ý khi cài như vậy là cái khóa bên này này, các bác phải cài sâu vào trong này, cài trong thanh dưới này để cho nó an toàn nhé. Còn cái ghim này thì các bác sẽ thả xuống, chọn hai vị trí và đóng xuống. Như là cái clip tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bác về cách dùng nhé. Đây tôi ví dụ xong lần phẳng như này rồi. Đây là hệ thống cầu tử nhé các bác nhé, hệ thống cầu tử. Hệ thống cầu tử thì luôn luôn được đẩy lên, đẩy lên là nhờ cái lò xo bé này, lò xo bé tẹo này. Cái này thì trường hợp có bị gãy hay bị hỏng thì các bác sẽ tự quấn được cái lò xo khác, các bác thay vào đây. Các bác lấy dây thép quấn vào đây là được nhé. Đấy. Phía bên này là có một cái dây dù để nó giữ cầu tử không bị bật lên quá. Thế còn cái khoảng cách cầu tử thấp hay cao thì các bác phải điều chỉnh cái dây dù này theo ý các bác nhé, điều chỉnh theo ý của các bác. Thế còn khi đi bẫy thì các bác tùy theo đánh mồi treo hoặc là đánh mồi giả. Đánh mồi treo thì mình treo con nhái tầm cao như này, tầm cao này. Thì bây giờ con bổi ấy nó về, nó nghe tiếng nhái nó về, nó kiếm ăn, nó đi tới đây. Nhưng mà con mồi mình ở tầm cao này nó không với được, nó không mổ được thì buộc nó phải bước chân lên đây, bước chân lên đây để nó với, nó mổ con mồi nhé. Thì nó bước chân lên đây là nó sập, là ấn cái cầu tử xuống là nó sập nẫy nhé, cái để cài nẫy. Còn đây là chi tiết về cái nẫy này các bác này, chi tiết về cái nẫy này. Cái nẫy này là bằng thép AC, bằng thép AC nhá. Cái nẫy này sẽ không sơn, để nguyên này, màu xám này. Thì các bác cài nẫy vào cầu tử, các bác cài lên thanh trên của cái cầu tử này. Cái này là để cho khá là dài, để sau này các bác về các bác có thể là cắt ngắn bớt theo ý của mình. Có nghĩa cái này dài thì mình sửa được, thế còn nó ngắn nó hụt thì mình sẽ không sửa được. Thì là xưởng nó để cho các bác dài thêm 5 ly nữa. Một là các bác về các bác cắt ngắn đi. Còn hai là các bác sẽ bẻ cong đây này. Đấy, bẻ cong đây này. Bẻ cong đấy này. Bẻ cong làm sao cho nó mớm ít nhất. Đấy, các bác thấy không? Bẻ cong cho nó mớm ít nhất thôi. Mớm tí thôi. Đấy, mớm một tẹo thôi. Rồi. Rồi các bác bỏ đây ra. Rồi là nó khóa nhá. Thế bây giờ tôi ví dụ tôi vẫn giữ ở cái này dưới này. Thì là con bổi ấy, nó về nó đạp vào cầu tử này. Là cầu tử sẽ sập và cá này sẽ bật ra. Và cái mẹt của mình sẽ được sập xuống nhá. Mẹt mình sẽ sập xuống luôn. Đó, mẹt mình sẽ sập xuống. Rồi các bác lưu ý nhá. Các bác lên lò xo. Xong các bác ghim xong rồi, các bác nhả ra như này. Là mình gỡ lưới cho lưới nó không bị mắc, lưới nằm hết trong phần này. Lưới nằm hết trong phần này. Rồi mình kéo về phía này. Kéo về phía này. Mình cứ đạp chân lên cho nó an toàn, nó chắc, mình vén lưới lại. Đây, vén lưới gọn gàng lại nhá. Đây, vén lưới gọn lại, xong bắt đầu mình mới cài cái nẫy này vào cầu tử. Đấy, nhá. Thế cái này là tôi chưa đóng chốt. Chưa đóng chốt. Thì bây giờ sập nó sẽ văng lên. Nó sẽ văng lên. Đến đây nhá. Tôi sẽ lấy chân tôi đạp vào cái dưới. Tôi giữ cái dưới nhá. Tôi cho nó sập thử luôn. Đây, tôi giữ cái dưới này. Đấy, tôi cho sập thử này. Đây các bạn này. Đây, đạp vào cầu tử này. Đấy. Nhưng mà chân tôi giữ nó trượt ngay, nó sẽ nhổ lên luôn. Đây, trường hợp các bác khi đại bẫy là các bác sẽ ghim cái này, ghim này lại là nó sẽ im lại nhá. Thế cơ bản cái clip này là giới thiệu cho các bác về cái mẹt bẫy bìm bịp này, về chất liệu này, về giá thành và về cái cách thức mua hàng 350 các bác nhé. Cái này cũng phải giải thích luôn là một số các bác là lại nói là sao lại đắt thế nhá, sao lại đắt thế nhá các bác nhá. Thế đây các bác này, các bác muốn vén lên đánh lại thì các bác vén nó lên thôi, thả cái gỡ lưới ra khỏi mắc cái chốt này, kéo lên nhá, kéo lên. Đó. Rồi. Thế còn các bác mà không muốn đánh nữa thì các bác nhả nãy ra, các bác nhả cọ, nhả lò xo ra này. Đấy, nhả lò xo ra nhé. Nhả lò xo ra. Đó.
Đó, nhả nó sau ra. Rồi, nó sau đã được nhả. Thì nó quay về vị trí đầu tiên. Nha các bác nha. Giá là 350. 350 thì các bác cái quan sát chi tiết đi. Chi tiết cái mẹt này đi. Đấy, nó rất là chắc chắn. Nhìn nó nuột nà. Nó đẹp. Đẹp này. Chắc chắn, nuột nà. Thiết kế tinh tế. Hệ thống cầu tử rất là nhạy. Và thao tác trong quá trình đặt bẫy rất là nhanh. Đấy nhá. Rất là nhanh, đảm bảo an toàn đấy các bác. Thì giá sẽ hơi cao một chút. Đây các bác nhìn này. Nhìn rất là đẹp nhá. Nuột nà này. Nò xo lên rất là dễ này. Đây. Đây, lên nò xo này. Lên nò xo bên này này. Rồi. Hệ thống ghim này. Đây, hệ thống ghim này. Đấy. Đây. Que cài cầu tử này. Đây các bác nhé. Đây một số cái mà sẽ rẻ tiền hơn một chút thì nhìn nó sẽ nó nhom nhem hơn một chút, nó không được nuột nà như này đâu. Đây nha các bác nha, các bác xem cụ thể chi tiết đi. 350 một cái, bao phí cho các bác về tới nhà. Cái mẹt mấy này thì các bác có thể mua kết hợp thêm con chim mồi giả nha. Khi các bác đánh với chim mồi giả, các bác để con mồi ở giữa này, làm sao cho cái mỏ ấy, cái mỏ này, này nó múc đúng vào cái vòng tròn này này, nó múc đúng vào vòng tròn này. Rồi thì là khi nó sập nó vào nó đá con mồi của mình nhé, nó vào đá con mồi của mình thì nó sẽ sập. Đó, nó sập đây này, để tôi ví dụ nhé. Rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip, hẹn gặp lại các bác trong clip sau nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.